Minh Toàn xin trân trọng mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt trong cái khu khảo cổ học của Hoàng Thành Thăng Long. Và tại nơi đây là cái dấu tích nền móng kiến trúc cung điện thời Lý thế kỷ 15 cho đến 17. Đây là cái dấu tích cung điện nền móng thời kỳ Lý thế kỷ 15 cho đến 17. Và hôm nay Minh Toàn xin gửi đến cô chú một số hình ảnh về khảo cổ học, và có thể nói là cái khảo cổ học lớn nhất thời kỳ bấy giờ tại thủ đô, giữa lòng thủ đô Hà Nội. Ở đây thì ở trong cái Hoàng Thành Thăng Long này, không biết là cô chú anh chị đã có dịp đến hay chưa. Nếu cô chú anh chị đã đến rồi hay là có biết gì thêm về cái khu khảo cổ học, hay là về khảo cổ học cũng như là lịch sử đất nước con người Việt Nam, rất mong cô chú và anh chị hãy để lại bình luận ở dưới video này để cho mọi người cùng hiểu thêm về lịch sử đất nước con người Việt Nam của chúng ta. Đây là cái dấu tích nền móng kiến trúc cung điện thời Lý, hiện xuất lộ ba gian, có quy mô khá lớn, kết cấu là 6 hàng cột chạy theo chiều đông tây. Hàng cột phía trước, phía sau được làm theo kỹ thuật chôn cột. 4 cột trong lòng nhà làm theo kỹ thuật đắp chân nổi. Bên trên còn nguyên những cái chân tảng bằng đá chạm bằng cánh sen. Đấy, tảng đá là chạm bằng cánh sen. Đặt lên trên các cái móng trụ sỏi. Phía trước là nền kiến trúc có hai giếng nước và hệ thống công thoát được xây gạch chuyên dụng. Cạnh đường ống thoát nước là dấu tích con đường gạch kết nối các công trình phía đông và phía tây. Đây là cái lời của cái khu vực này. Minh Toàn đọc lại thôi chứ Minh Toàn không biết, không hiểu rõ lắm. Đây là một cái giếng nước để cô chú anh chị. Đây giếng nước. Giếng nước của cung điện. Đấy, phía bên trong này cũng là giếng nước. Đấy, có một giếng nước này. Ở trong cái khu vực này, nó là ở 18 Hoàng Diệu, thì cô chú anh chị cũng có thể đến số 9 Hoàng Diệu để chúng ta vào cái đường này. Ở cổng này, ở Hoàng Thành Thăng Long, nó đường vào là đường số 18 Hoàng Diệu. Nhưng mà chúng ta vào đi bộ, như Minh Toàn tham quan đây đi một mình, thì chúng ta có thể vào cái khu vực là số 9 Hoàng Diệu để chúng ta đi bộ vào. Đây có cái đường ống nước, đường cống nước thời kỳ Lý. Đây, Minh Toàn nói thật là Minh Toàn đọc theo cái này chứ Minh Toàn cũng không hiểu lắm đâu. Và ở trên này nó có hình ảnh ghi chú luôn. Đây là đường cống nước thời kỳ Lý thế kỷ 11 cho đến 12, bên cạnh các cái dấu tích công trình kiến trúc lớn thời Lý được phát hiện, thì trong cái khu di tích còn tìm thấy nhiều hệ thống đường cống tiêu thoát nước. Các đường cống này được xây dựng bằng gạch đá công phu khoa học. Hệ thống này bao gồm là cống lớn nằm ở ngầm dưới đất, cống nhỏ chạy song với các công trình hoặc hai bên đường đi, cống có nắp hoặc không có nắp. Hệ thống đường cống nước này cho thấy sự đồng bộ quy hoạch và xây dựng hoàng cung của Thăng Long ngày xưa. Wow, đây là cái cung điện của thời vua chúa ngày xưa ấy. Đây là các cái cột móng nhà. Đấy, người ta tái hiện lại. Ở đây là không phải là tái hiện mà đây là cái thực tế này. Chỉ có cái kính này là người ta xung quanh để cho sỏi nó đỡ rơi thôi. Và đường đi ở đây, đường tham quan thì khá được làm bằng sắt khá là chắc chắn. Minh Toàn có khá là nhiều video về cuộc sống của Hà Nội ngày nay trong kênh mà cô chú anh chị đang xem. Minh Toàn có hai kênh, một là kênh du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel. Kênh thứ hai là Đàm Minh Toàn Vlog. Nếu cô chú anh chị quan tâm thì xin mời vào hai kênh đấy để chúng ta xem thêm một số cái video nói về Hà Nội ngày nay, cuộc sống Hà Nội ngày nay. Các cây cột trắng trắng này là
các cái móng cột được xếp thành hàng, đó chính là vị trí của các cột của bộ khung nhà bằng gỗ. Trên các móng cột sỏi đó được đặt chân tảng đá chạm cánh sen cây cột. Dựa vào phân bố quy luật của hệ thống móng cột, các nhà khảo cổ học đã phân định được mặt bằng của các công trình kiến trúc tại vị trí này có dấu tích nền móng của hai công trình kiến trúc cung điện lớn có mặt bằng hình chữ nhật. Một kiến trúc 13 gian, diện tích là 565m2 nằm theo chiều Bắc Nam, và một kiến trúc là 8 gian, diện tích là 692m2 nằm theo chiều Đông Tây. Đây là người ta tái hiện lại các cái cột nhà thôi, chứ không phải là lúc đầu là mình toàn cứ tưởng là đây là người ta là cho điện xuống, nhưng mà thực tế là nó tái hiện lại các cột nhà. Bên trong đấy thì người ta cũng dòng các cái dây điện, bóng điện để cho khách tham quan mà buổi tối thì nhìn vào nó sẽ nhìn rõ hơn. Và trên cái khu khảo cổ học này thì người ta làm mái che để giúp cho cái khu này được bảo vệ, gìn giữ. Đây phải nói là cái khu khảo cổ học lớn nhất cái thời kỳ bây giờ. Và đây là cái cung điện dành cho vua cái thời Lý. Trong này là có một cái hộp, không biết là có gì trong mà lại thắp điện để vật dụng các cái đồ đào khảo cổ, máy bơm rồi là cuốc xẻng. Đây, chúng ta đi lên phía trên này. Trên này thì có rất là nhiều. Trên này thì vào mùa này có cái mùa hoa ban. Mùa hoa ban là một trong những cái nơi mà ở Hà Nội có cái hoa ban. Hoa ban thì ở Điện Biên rất là nhiều, nhưng mà ở Hà Nội này thì hoa ban ở khu vực này là nhiều nhất. Nên cô chú anh chị khi mà đến Hà Nội muốn chụp hoa ban thì chúng ta có thể là đến cái khu vực khảo cổ học hoặc là Hoàng Thành Thăng Long này để chúng ta chụp. Đây, cái sân này là sân nền gạch, nó tái hiện lại cái sơ đồ của thời Lý ngày xưa. Đây là cái dòng sông. Đấy, dòng sông. Cái khu chúng ta vừa theo dõi, cái khu A là khu bên này và khu B là cái khu bên này. Nó có cả tái hiện lại cái sơ đồ luôn. Và đây chính là cái con thuyền mà dài 15-16m, thuyền gỗ của thời kỳ Lý, thế kỷ 11 cho đến thế kỷ 12. Mà Minh Toàn cũng có hình ảnh về cái thuyền này rồi. Thuyền này nó nằm ở dưới khu vực này. Đấy, dưới cái khu vực chúng ta tham quan này. Đây, xin mời cô chú và anh chị chúng ta đi tiếp vào cái khu vực này, xem cái khu vực này nó là khu gì nhá. Tường gạch không? Cái này là gạch người ta đào lên xong người ta xếp vào ấy cô chú anh chị ạ, chứ không phải là tường làm bằng gạch đâu. Đây là vật liệu ngói qua các thời kỳ. Đấy. Ngói thời kỳ Lê thế kỷ 15 cho đến 17. Ngói thời kỳ Lý và ngói thời kỳ Đại La. Còn đây là cái khu chân dung đá tảng bằng đá thời Lê thế kỷ 15 cho đến 17. Còn đây là chân dung đá tảng bằng đá thời Lê, cũng là thời Lê luôn. Cái này thì những cái tảng đá này thì nhà Minh Toàn cũng có này. Ở quê Minh Toàn ấy, cái này cái cối nhà Minh Toàn đang còn một cái này.
và các cô các bác ở quê mà hay muối dưa muối cà thì hay lấy các cái đá này để bỏ lên dằm cà cho chặt. Đấy, đây là vật liệu gạch các thời kỳ. Trước mặt chúng ta là cái tòa nhà Quốc hội, tức là nơi họp của các đại biểu Quốc hội. Đấy, và chúng ta không được phép đi vào khu vực này, đều có các cái anh chiến sĩ bộ đội là canh gác hết, nên là chúng ta không được phép vào khu vực này. Và mình toàn sẽ đi ra phía trước tòa nhà Quốc hội để quay lại hình ảnh trước tòa nhà Quốc hội và cũng như là trước lăng chủ tịch, khu những có những cây xà cừ cổ thụ, được gọi là cổ thụ ở thủ đô, giữa lòng thủ đô luôn, để gửi tới cô chú và anh chị để xem thêm các cái video mới hay là các video nói về Hà Nội nói riêng và cuộc sống của Việt Nam nói chung. Nên rất mong cô chú anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi các video mới thú vị mỗi khi mà kênh có video mới. Chân thành cảm ơn cô chú và các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong cái video tiếp theo.